Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Hoàng Minh Vĩnh Tế. Hôm nay gia đình của Hoàng Minh tiếp tục đi tham quan một ngôi chùa ở vùng Bảy Núi, đó chính là chùa Bà Hẹ, còn được gọi là Thiên Hậu Thánh Cung. Và ngôi chùa này tọa lạc ở xã Tăng Lợi, huyện Tịnh Biên. Bây giờ mời cả nhà cùng đi tham quan với Minh nhé. Bồ Tát con âm này con.
Mà Phật quá đẹp rồi Thanh ơi. Chê á. Bây giờ mình đi qua chùa mình lại nè. Thank you.
Và đây là bàn thờ thờ tại thằng Lão Lão, còn gọi là thằng Tài nha. Và cả nhà khi có đi viếng chùa Bà Hẹ đó, thì nếu có vào chùa cúng thì đừng quên qua là vái lại tượng, qua cái bàn thờ của thằng Tài Lão Lão đó. Trên bàn thờ để là Tài thằng Lão Lão đó, để chúng ta vái lại để cầu xin cho mình năm mới gặp được nhiều may mắn và tiền bạc vô như nước nha. Và hình ảnh cả nhà đang thấy đó là hình ảnh thờ bà Kim Thoa Thánh Mẫu và bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Và đây là hai tượng bà chính được thờ trong miếu Thiên Hậu này nhé. Yeah.